Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh Hoàng Linh. Chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Đại tá Đinh Văn Nơi phát biểu những gì tại lễ nhậm chức tân giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh? Đại tá Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự giúp đỡ của các lãnh đạo và chiến sĩ công an tỉnh An Giang cũng như Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Đinh Văn Nơi cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ để có thể phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu của nhiều thế hệ. Công an Quảng Ninh đã vun trồng. Đồng thời, cùng với tập thể Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo công an Trung ương, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân để xây dựng công an Quảng Ninh trong sạch vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một phát biểu khiêm tốn, bài bản và khác hẳn những phát biểu thường nhật của ông Đinh Văn Nơi với cương vị là giám đốc công an An Giang. Ông nói rằng ai mà nói là quen biết nhiều, quen càng lớn thì tôi bắt liền, bắt ngay lập tức. Ở đâu là tôi có tội phạm là ở đó tôi bắt. Giám đốc mà không tham ô tham nhũng thì ở dưới cấp dưới các cán bộ chiến sĩ trưởng phòng ban làm sao có thể dám tham ô tham nhũng được. Nhưng những phát biểu mang tính bạo lực trực diện như thế có lẽ là chúng ta sẽ còn gặp lại ở sau này, nhưng trong buổi lễ nhậm chức trang nghiêm và với tính cách điềm tĩnh cộng với bạo lực của mình, ông Đinh Văn Nơi đã có một phát biểu đầy khôn ngoan, khiêm tốn. Đúng rồi, người mới, đất mới, chức vụ mới phải hết sức khiêm tốn. Đúng là Đinh Văn Nơi rất khôn ngoan. Ông Đinh Văn Nơi, 46 tuổi, quê tại phường Long Bình, Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ngày 27/6/2020, khi đang là phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, thì ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh An Giang. Và mới đây, ngày 30/8, tức là ngày hôm nay, Đại tá Đinh Văn Nơi đã nhận quyết định giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, được tổ chức tại thành phố Hạ Long. Tổ chức thành phố Hạ Long. Và ông có một phát biểu ấm áp như trên đã nêu. Chúng ta có thể thấy rằng việc đi ở của các giám đốc công an, việc luân chuyển là việc bình thường. Hiện công an, Bộ Công an đã điều động hàng trăm trường hợp như vậy, cấp ban giám đốc, phó giám đốc, và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với năng lực, phù hợp với điều kiện công tác, không phải là người địa phương và luân chuyển. Do đó trường hợp của ông Đinh Văn Nơi từ An Giang đến Quảng Ninh làm giám đốc cũng là bình thường thay cho Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Tuy nhiên, ông Nơi cũng rất trục trặc trong việc này, không hiểu tại sao. Chúng tôi điểm lại. Thí dụ như ngày 1/3/2022, báo chí đồng loạt đưa tin Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an Quảng Ninh thay cho Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Nhưng 20 ngày sau thì ông Nơi vẫn làm giám đốc công an An Giang. Và cuối giờ chiều ngày 21/3, công an tỉnh An Giang thông báo Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Và hôm nay 31/8 thì Đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh đúng như dự kiến ban đầu. Tại An Giang, ông Đinh Văn Nơi ở An Giang, đúng như cái tên của nó, một dòng sông yên bình nhưng thật ra có những làng sóng ngầm. Đây là đầu não của hội đồng các gia tộc buôn lậu xuyên biên giới và giữ vai trò thanh toán quốc gia, liên quốc gia cho các tổ chức buôn lậu. Tại nơi đây, ông Nơi đã làm được rất nhiều việc lớn. Việc thứ nhất chúng tôi muốn đưa lên hàng đầu tiên, ghi mới hàng đầu tiên, không phải là các vụ án mà ông đã ngăn chặn được việc thẩm thấu đường cát tinh luyện từ Campuchia thẩm thấu vào Việt Nam, và nó làm cho ngành mía đường Việt Nam cũng như người nông dân lao đao hàng mấy chục năm nay không có cách nào cứu vãn được, và những giọt ngọt của cây mía đã trở thành những giọt nước mắt của người nông dân
cũng như những chủ nhà máy đường, lò đường, công ty đường của Việt Nam. Và ông Nên đã cùng với Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và công an các địa phương cùng như các lực lượng khác đã ngăn chặn được việc đó. Nhân cơ hội dịch bệnh, ông đã phối kết hợp nhiều thứ, nhiều lực lượng lại để làm được việc đó. Đó là một cái chiến công ngầm nhưng rất lớn, được rất nhiều người trong ngành mía đường và người nông dân mang ơn. Và đồng thời ông cũng phá được nhiều vụ án kinh thiên động địa. Thí dụ như vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh 10 tường buôn lậu xuyên quốc gia, vụ Nguyễn Thị Thủy Liên đường dây cờ bạc 2.000 tỷ, hai vụ Trần Trí Mảnh hàng gian hàng giả, ông này đã chi 20 tỷ để bằng mọi cách bật ông Đinh Văn Nơi ra khỏi An Giang. Và trong thời gian vừa có nguồn tin đi vừa phải ở lại thì bất ngờ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vụ án trùm buôn lậu 10 tường ở An Giang do Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án và điều tra trực tiếp điều tra là giao diện theo dõi quản lý của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương. Rất kinh. Chúng tôi xin điểm lại một số việc của trùm buôn lậu 10 tường thì thực hiện để làm rõ vai trò của ông Đinh Văn Nơi và những vụ án này nó quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh của các đường biên giới cũng như các gia tộc và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào, chứ không đơn giản là một vụ án hình sự. Nguyễn Thị Kim Hạnh được dư luận biết đến với danh xưng là bà trùm buôn lậu 10 tường, sinh năm 1969, ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang. Mười Tường là tổ chức đường dây buôn lậu nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường 6 tội danh. Trong đó, cơ quan điều tra, an ninh điều tra công an tỉnh Hậu An Giang khởi tố Mười Tường tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 đô la qua biên giới, vận chuyển 200.000 đô la qua biên giới, rửa tiền. Và vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại khu vực phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng với tiểu đoàn 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tiến hành khống chế, bắt giữ một nhóm người vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Qua kiểm định xác định toàn bộ số vàng là 4.9 không lẫn tạp chất, có trọng lượng 51kg, có giá trị trường trên 70 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng từng bước làm rõ người đứng sau vụ buôn lậu khủng này là bà Mười Tường. Qua điều tra khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó bà Mười Tường đã bỏ trốn. Và công an An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Và sau 8 tháng lẫn trốn, ngày 6 tháng 7 năm 2021, bà Mười Tường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang bắt giữ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh An Giang đã tiến hành tống đạt lệnh khám xét nơi ở và 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, thu được 36kg vàng, 1,27 triệu đô la tiền mặt và nhiều thiết bị điện tử khác. Bà Mười Tường còn được biết là cho còn có buôn lậu điện thoại di động. Và trước đó, chúng tôi xin dừng lại một chút ở đây để nói rõ vai trò của bà Mười Tường là như thế nào. Bà Mười Tường là một trùm buôn lậu đương nhiên rồi. Rất nhiều, nói chung là những mặt hàng có liên quan hot nhất trong từng thời điểm. Và đây là mặt hàng bản vị cơ bản như vàng, đô la, điện thoại, đường, tinh luyện, dân dân và dân dân. Bà Mười Tường đều có vị trí cao, có giá trị cao trên thị trường. Bà Mười Tường, các tổ chức buôn lậu nếu muốn buôn lậu đều phải thông qua tay bà Mười Tường. Và bà Mười Tường cũng trực tiếp chỉ đạo băng nhóm của mình thực hiện các vụ buôn lậu này. Ngoài ra còn có vấn đề ông Đinh Văn Nơi đang cũng như công an đang làm rõ, nhưng vẫn chưa ra được là vai trò trung gian thanh toán như là một ngân hàng âm phủ, ngân hàng mafia dành cho các tổ chức buôn lậu.
bên kia biên giới và bên này biên giới, gọi là rửa tiền cũng được. Hoài là một thủ lĩnh buôn lậu trong một hội đồng gia tộc rộng lớn, nắm giữ vùng biên suốt cả trăm năm nay. Bà Mười Tường còn là một cái hộp đen chứa đầy bí mật và nắm rõ lai lịch của những ông trùm khác bên này và bên kia biên giới, bên này và bên kia biên giới. Và chúng tôi không nói hoa, bất ngờ vào ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 470.000 đô la do Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, ngụ ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang cầm đầu và 4 đồng phạm. Tại đây, 4 bị cáo đã khai báo như bản án sơ thẩm. Nhưng lần này bất ngờ là bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, 10 tường, đã khai người chủ mưu thật sự là bà TKB, 62 tuổi và ông DCC, 70 tuổi, đều ngụ ở thành phố Châu Đốc, An Giang. Bị cáo này khai hai người này đã thuê đàn em của 10 tường vận chuyển 500.000 đô la, chứ không phải là 470.000 đô la, như biên phòng bắt giữ, đặc biệt là sự giúp sức phối hợp của ông TVC, hay gọi là ông CD, ngụ huyện An Phú, và ông H là cán bộ biên phòng An Giang. Ông CD là người liên hệ mật thiết với ông H để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên ông H cũng chính là người kêu người bắt giữ vụ vận chuyển 500.000 đô la này. Sau đó ông H lấy 30.000 đô la để tiêu xài. Sau khi biên phòng bắt giữ 470.000 đô la thì sau đó bà B gọi lại cho tôi hỏi sao mấy đứa vận chuyển lại mất 30.000 đô la. Bà B nói tổng số tiền là 500.000 chứ không phải là 470.000. Sau đó tôi có gặp ông H biên phòng hỏi vụ tiền này rồi. Bị cáo Hạnh nói. Chủ tòa biên rồi đặt vấn đề, bị cáo tham gia vai trò gì trong vụ án này? Thì bị cáo Hạnh nói, bị cáo chỉ là trung gian. Bị cáo thừa biết câu chuyện vận chuyển vàng bạc này không cho lính tham gia nhưng không báo, chứ bị cáo không phải là chủ mưu, không phải là chủ tiền trên, chủ số tiền trên. Toàn bộ số tiền vận chuyển này là của bà B và ông C, chứ không phải là của tôi. Trước một cái tình tiết mới quá nghiêm trọng như thế, một cáo buộc quá nghiêm trọng như thế, tòa đã dừng phiên tòa và chờ kết quả thu thập cũng như diễn biến điều tra mới. Và chúng ta thấy rằng ông Đinh Văn Nơi với các vụ án mà ông ta và các cộng sự cũng như các lực lượng có liên quan làm là những vụ án lớn, đương nhiên rồi. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy còn thấy một tâm nhìn của một giám đốc công an vượt quá tỉnh nhà, vượt quá một cái tỉnh yên bình như An Giang. Ông nhìn thấy sự phát triển lớn mạnh của những con bạch tuộc, những hội đồng gia tộc, những gia tộc của vùng biên giới liên kết nhau ở bên này bên kia biên giới và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có nguy hại cực lớn đến nền kinh tế nước nhà, và quyết định phá án và chọn đối tượng để bắt giữ là băng nhóm bà Mười Tường đầu tiên, hết sức hay. Và vụ án đang diễn biến cũng hết sức phức tạp như chúng ta đã thấy. Nhưng ông Đinh Văn Nơi không chỉ là một người làm công tác điều tra với cương vị giám đốc, ông có cái quy rất lớn, lính rất sợ, quan rất sợ, cán bộ rất sợ. Tuy nhiên vẫn rất kính mến ông, vẫn kính mến ông, và người dân cũng vậy, và người dân cũng vậy. Khi xảy ra cái vụ cháy nhà, Covid-19 hay thiên tai dịch bệnh, ông Nơi đều đích thân có mặt cùng các chiến sĩ của mình và cùng chăm lo chăm sóc đồng bào như người thân trong gia đình mình. Và người dân xem ông Nơi vừa là một cán bộ công an đầy tin cậy, ký thác những tin nhắn, những cú điện thoại trực tiếp vào điện thoại của ông, đồng thời còn gửi gắm niềm tin người chiến sĩ công an, bộ đội Cụ Hồ, người lính Cụ Hồ giúp đỡ người dân trong thiên tai hoạn nạn, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, như truyền thống công an, như truyền thống quân đội xưa nay. Xin cảm ơn các anh chị. Chúc đại tá Đinh Văn Nơi với cương vị giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh sẽ phát huy năng lực và với kinh nghiệm, những kinh nghiệm mà mình hiện có và đã phát triển qua các vụ án, đại tá Đinh Văn Nơi sẽ góp phần cùng với các đồng chí công an chiến sĩ dùng biên giới Quảng Ninh ổn định tình hình an ninh trật tự chính trị trên địa bàn. Nhân ngày lễ 2 tháng 9 sắp đến, chúc anh chị và người thân có những ngày lễ thật ấm áp cùng nhau. Xin cảm ơn rất nhiều.